chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Hóng Xe Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình đi cập nhật những tin tức mới và hot nhất có trong ngày hôm nay nhé Nếu là fan của giới giải trí hoa ngữ thì ai cũng biết rằng tiêu chiến bị dư luận tẩy chay, sự nghiệp đứng bên bờ vực sụp đổ vì sự cố 227 bởi lẽ sự cố này có tên là 227 là bởi vì nguồn gốc của câu chuyện diễn ra vào ngày 27 tháng 2 năm ngoái, khi mà Phan Tiêu Chiến phát động report báo cáo khiến trang AO3 bị sập vĩnh viễn tại Trung Quốc. Lý do chỉ vì họ cho rằng trên trang này có những bài viết lệch lạc, cố tình bẻ cong giới tính của thần tượng mình. Hành vi này của fan Tiêu Chiến khiến dư luận phẫn nộ, chỉ vì một nghệ sĩ mà khiến cả cộng đồng Phan đầm Hòa Ngữ không còn chỗ để thỏa sức sáng tạo, nơi lưu trữ những tác phẩm sáng tác trước đó cũng đều biến mất. Để rồi từ đó, mọi hậu quả từ nguồn cơn giận dữ của cộng đồng mạng đổ ập lên người của Nam Minh Tinh, Tới nay, Tiêu Chiến đã dần khôi phục lại sự nghiệp của mình, nhưng trong mắt dư luận thì anh chàng vẫn chưa có câu trả lời chính thức nào trước sự việc trên. Hôm nay là ngày kỷ niệm cho một năm sự cố 227 diễn ra. Theo đó, Tiêu Chiến bất ngờ lại lên bài viết rất dài, bày tỏ cảm xúc của mình và thẳng thắn xin lỗi cộng đồng mạng. Tiêu Chiến cho biết, sự cố năm ngoái đột ngột xảy ra khiến bản thân anh hết sức choáng váng. Những tranh cãi của cộng đồng mạng ngày càng lớn như một quả cầu tuyết khổng lồ đổ ập xuống, anh nhận ra được sai lầm của mình và gửi lời xin lỗi tới những người đã chịu tổn thương trong sự việc này, đồng thời xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm hướng dẫn người hâm mộ. Trong bài viết, Tiêu Chiến đã mô tả lại cảm xúc của mình trong một năm hỗn loạn vừa qua. Ngôi sao Trần Tình Lệnh thừa nhận bản thân không thể kiểm soát được diễn biến sau đó của sự việc và đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để lên tiếng. Anh kêu gọi fan hâm mộ nên yêu ghét một cách lý trí hơn, tập trung vào cuộc sống của mình, hạn chế việc dành nhiều thời gian trên mạng hay xảy ra những tranh cãi không đáng có. Mới đây, IPSOS, tập đoàn chuyên nghiên cứu số liệu uy tín, lớn thứ ba trên thế giới đã công bố danh sách top 10 ngôi sao hoa ngữ nổi tiếng nhất năm 2020. Bảng xếp hạng này tách biệt thành hai bảng nam và nữ, mỗi bảng với 5 vị trí đứng đầu không phân thứ hạng. IPSOS tổng hợp số liệu trên Weibo kết hợp khảo sát 2.471 người tại các thành phố tuyến đầu của Trung Quốc dựa trên đánh giá về tác phẩm, số lần hoạt động, giá trị thương mại, khả năng tiêu thụ của fan. Sau kết hợp nhiều số liệu tổng quan, IPSOS đã tìm ra top 10 minh tinh hot nhất của Cbiz. Đây cũng là những cái tên nổi bật trong mắt cộng đồng mạng suốt năm 2020. Nhưng trong số đó, người chịu khó khăn sóng gió nhiều nhất là Tiêu Chiến, khi anh chàng này gặp phải tình trạng tẩy chay, bị chống đối gay gắt. Nhưng song song với đó thì fan hâm -no mộ của anh chàng càng nỗ lực và cố gắng nhiều hơn để yêu thương và ủng hộ hết mình cho thần tượng. Đây cũng chính là lý do vì sao tiêu chiến được góp mặt trong bảng xếp hạng này. Ở bảng nữ thì dân mạng khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Dương Siêu Việt và Lưu Vũ Hân. Bởi lẽ cả hai là những nữ thần tượng thế hệ mới, thành tựu sự nghiệp không thể nào so sánh với các đàn chị trong danh sách này. Tuy nhiên, với lượng fan hâm mộ vô cùng hùng hậu đã góp phần giúp họ tạo nên sức nóng và độ hot cho tên tuổi của mình. Dưới đây là danh sách đầy đủ không phân biệt thứ hạng của top 10 minh tình hòa ngữ hot nhất trong năm 2020. Bảng nam: Tiêu Chiến, Thái Tử Khôn, Trương Nghệ Hưng, Vương Nhất Bác, Dịch Dương Thiên Tỷ. Bảng nữ: Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Siêu Việt, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Vũ Hân. Mình là Hồng Nếu như các bạn cảm thấy những thông tin vừa rồi là hữu ích, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình giao đồ mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.